Hey yo, what's up anh em? Ok, tiếp tục nha anh em, lại làm anh nha anh em. Hôm nay chúng ta gọi là đi mở gói sự kiện nha anh em, qua update nha anh em. Cứ thứ năm là sẽ lên cho anh em quả clip như thế này, ok nha anh em. Và anh em nào có nhu cầu đỏ đen đập thẻ pháp về mở gói làm clip, lên clip làm kỷ niệm thì cứ liên hệ mình dưới phần mô tả. Nhờ anh em hỏi cứ liên hệ mình sau thì mình sẽ ghim cái số điện thoại lên màn hình, ok. Anh em thấy rồi, ok rồi. Hôm nay mình sẽ đi kiếm một mớ phôi để đập Casimiro của mình lên 5 nha anh em. Ok. Thế giờ hôm nay nó sẽ cho mình được mấy con phôi gì đó ngon ngon ổn để mình đập Casimiro 5 để cho đội hình này đẹp nha anh em. Ok, trước khi vào mở gói mấy cái ẹp chính của mình thì vào ẹp phụ mở và quay chìa nha anh em. Ok, đợi mình nha. Ok, anh em mà có nhu cầu nạp bắt nạp gói này chơi sự kiện thì cứ bê mình đi phần mô tả sẽ có cái số điện thoại để cho em IP mình nha. Ok, cảm ơn em nha. Và vô kèo đây, có mấy anh em là phản ánh vấn đề gọi là game bịp anh em là không cho con 120 và hôm nay game cũng đã đền bù cho nên là con 120 danh đâm nhiều con anh em à. Có Johan rồi Roy gì đó, Join què cho đó anh em. Ok, rồi cứ CP ý nữa đúng không, không biết mình sẽ ra ai đây. Mở mẹt đầu để coi ra được gì anh em, không cái mấy clip mấy khúc kia tua. Con này coi vậy anh em ơi. Ok, ý hiểu luôn CB hả? Chính nó anh em ơi. Cửa ý cửa phụ cũ ý vậy nè. Phải luôn cho 13 cũng chui hầm nữa. Cho 13 không cho đu được có 114 anh em. Ủa, vậy là nick này không có hả ta? Đu. Biệp gì? Mình tính ra biệp nha anh em, vậy là hai ạ chính kia mình có mà nick phụ không có. Đã xuống. Ủa lạ ta. Vậy là nhầm mẹt anh em ơi, vậy là nhầm rồi, game cũng biệp nha. Ok, hai chị hy vọng sẽ nổ hũ như em bữa quay ra được 120 anh em. Ok, có gối không? Ok, có gối nha, có lửa hay không? Lửa thì chúng ta vui vẻ lên nhau. Có lửa nha anh em. Đừng có hèn, đừng có hèn. Ok, Tây Ban Nha tên. Hết tên luôn, tôi đét. Zero. Ui, tôi lắm á. Cũng được thôi chứ bộ là ngon. Ok, đợi anh em. Ok, anh em hứa hẹn clip hôm nay hơi dài nha anh em. Quá nhiều hầm, toàn hầm nha anh em. Nhưng mà hầm lỏ nha, không biết có hầm gì ngon hay không. Ok, có hầm nè nè, mà tu rét hay gì. Mà tay, ừ, Tây Ban Nha, ST. Ok, nha anh em, nick này khó nha anh em. Nick này có cụ ST Tây Ban Nha nè nha. Vậy là nhầm mẹt anh em ơi. Được 115, qua 119, 90 triệu, ok đạo anh. Ok, 90 triệu chúng ta anh em ơi, 120 đi. Ủa, 30 củ, ok đạo anh em. Ok, anh em ngày thứ ba nha anh em, liệu có ra được cái gì đó không? Ok, cờ Hà Lan đi, Hà Lan mới ngon. Tây Ban Nha nữa, ST hả? Ok, hiểu nha anh em, vậy là hơi xui ẹt hay gì anh em ơi. Nít động có mà hay nít sao lại có. Cũng không hiểu gì mấy, ok, toàn là rác. Ok, đạp anh. Xương xương hai cái chìa nha anh em. Gối đi. Ok, gối nhưng mà gối lỏ nha anh em. Em đã chín luôn. Lộn, gối. Trời ơi, không gối mà đạp anh. Quả rồi mỏi được Johan nè anh em. Mà ngon không? Tỷ lệ gia Johan là cao anh em. Ôi vấn đề không biết, nhưng đồ hàng free là chúng ta không nên nói làm cái gì. Nói chung hàng free là bỏ qua nha anh em. Ok, quan trọng cái hàng free mà random này ngẫu nhiên này là hy vọng gia 125 rồi không hiểu. What's the mean? Min nữa. Sống tồn min như thế mà thôi, 90 chiều và đi xe tất cả mọi thứ được sắp đặt đã bằng xu. Ok, hai chìa đi thôi. Rồi. Ok, có gối nè. Gối lỏ chứ 119 cũng được. Ừ. Gối luôn. Mà có hầm nữa chứ. Đúng đời luôn nha anh em, đời như thế mà lặp lại thôi. Thứ 12 cùng được hoài cũng đợi mình xuống. Lộn tiếp anh em ơi. Cao dây. Lộn thanh game kệ đi nha anh em. Ok, cao dây, cao dây. Ừ, bờ biển nghe. T, cấp 3. Cấp 3 anh em ơi. 113 min nữa, được hứa 114 không mini phay. Đời đã mình xui. Ủa không được 20 triệu nên em đời ở đây ăn cỡ đó cùng anh em ơi. Trời ơi, đã mình xui. Ok, lùm nữa anh em ơi. Dứt. Cỡ gì, cỡ ngu đi. Bồ đi mà, bồ được nha. Rồi hiểu luôn em ơi, silver cam ha. Đủ anh em ơi. Xin lỗ gì, ôi 115 cũng được chứ bộ. Không min nha anh em, 115 vẫn ok. Siêu nhẹ cái đấy, được 150 chìa. Ok, đạp anh xuống. 150 chìa này chất lượng nha anh em, còn chìa cuối nữa nè. Không biết dai gì đây, phôi nữa chứ đâu. Đời cứ như cuộc đời cứ có duyên với phôi lắm. Ừ, gối này cũng đỡ, nhưng không có hầm hay không.
chắc dễ gì hầm, anh em đợi đi em lắm. Ok, đợi mình nấu như thế là nấu như thế đi anh em. Số phận ra ăn bài để định về như thế rồi, không cãi được. Ủa lộ không mà chơi đi xa đợi đu xuống luôn ha. Xuống 30 triệu nè anh em, ông A đợi anh xuống. Kệ chuyển tiếp anh em ơi, lụm. Cờ gì? Bồ đi. Hãy ra bồ đi. Tụi thì điển anh em ở tay. Rồi màu thì điển ai? Đúng hả? Điển có 14 anh em ơi. Tụi sống, ừ được 120 triệu cũng được anh em, được 250 triệu, ok đợi anh xuống. Kê hai chìa nhân phẩm đi nha anh em. Gối. Ok có gối nè. Lửa cái đây nè cho đẹp đời ra không. Ok có lửa 119 luôn đi. Còn ngon bồ. Ủa bà len cái tê hả. Rồi cá ai. Ủa hai đô mùi lỗ mùi cá. Cuộc đời giá phối hoài. Điền phối. Mấy thằng đệ nó quậy quá nè em ơi. Ok đợi mình nữa. Lụm anh em ơi. Còn gì đây. Đừng có lỗ ra được. Còn ngon. Mời sư cô, tê hiểu luôn anh em, bút cát. Bút cát này không được đạp. Nó cứ thế anh em ơi, ok đợi mình xu. 90 triệu nhân phẩm và tâm linh. Rồi đi xa đợi mình xu. Trời anh em ơi. Bồ bao nhiêu chiêu rồi đi, Hà Lan. Bao gì? Ủa bà biển ngà nữa, hiểu luôn anh em ơi. Min nữa hả? Min nữa chứ đâu. Cuộc đời cứ vòng tuần hoàn để lặp đi lặp lại hoài luôn. Ok được đi qua 60 cũ người anh em mỏng ma đã mình xu lụm đi ơi gối. Ủa chị vàng xu. Ok anh em chị vàng nha anh em, lụm cái chị vàng lấy mớ phôi như đây là 300. Ui chị vàng nói chung là được phôi thì phôi lỏ anh em ơi, phôi không ngon. Đường tỷ rưỡi nè, móc mình đang gọi là tiến tới là móc tỷ rưỡi sao. Dạ vậy tiếp tục chơi lại nha anh em. Ok cần ngon đi, cần ngon thôi. Nó uy ít tê rồi hiểu luôn. Hero hero làm cái gì, Man City cái hiểu đời luôn anh em. 90 triệu đâu anh, nó lộn anh em. 90 chìa hai chìa nữa nha anh em. Gói ngon đi mà 120 đi, 115, 300, 500. Thật sự đen quá. Ok đợi mình em. Ok làm được cái chì vàng mà chì vàng lỏ luôn anh em, mà giá 12 cục không hiểu đời luôn. Còn ngon Hàn Quốc luôn rồi. Giờ đứt nữa, giờ bắt dây sung anh em, bắt dây sung hàng hàng lỏ đúng không. Ok min 113 90 triệu và cái kết là tất cả đều mọi thứ đều đi xa đợi mình xu. Ok anh em rồi đợi mình xu. Trời anh em ơi. Dạ gì đây. Bồ cái đi bồ. Hà Lan ơi Hà Lan. Xin mời Hà Lan, xin mời Hà Lan, xin mời. Xuuuu Sirius 115 nhắn siêu nha Nam. Mùa thế đẹp. Nhưng mà giá xin mấy thằng trẻ 165 triệu. Ok vẫn ok đợi anh. Ok anh em vậy là ok rồi. Không cần đổi gì thêm. Free mà. Ok vẫn lỗ rồi đợi anh. Ok anh em tiếp nữa nha Nam. Dạ cái cờ gì đó gọi là đi anh em mà mới ngon được bồ. Hàn Quốc nữa. Kem đi xa rồi. Cứ để mình lập lại tháng nghề và năm tháng mà rồi 60 chìa và đỡ mình xuống. Tiếp nữa ơi. Gối. Đói đỡ mình xuống. Lụm anh em ơi. Ok ra về đây. Lỗ nó gì. Bao nhiêu. Ít tê. Ít tê thiệt. Ôi cụ ba le rồi, cụ ba le chắc luôn. Ôi không nghe được luôn, đô 115 anh em à, đời nghĩ như thế thôi, đợi mình ru. Ok cái chìa anh em ơi, chìa thanh xui. Cứ 12 cục mà, đợi mình xui. Lụm nữa anh em ơi. Cứ như thế thôi, và những cái cờ hiện lên là đi Hàn Quốc. Kết cục là ST và rồi Echo anh và tấm 13. Ôi 113 thì trăm bên cuốn. Xui. Nhưng mà trăm bên cuốn cái cuối vẫn siêu nha em. Ok 42 triệu dạ rồi xui. Ok nên mở mấy gối này đúng vậy chỉ luôn anh đề giờ nó cứ như thế thôi, vậy chỉ với ồ luôn. Ok ra phôi luôn nè, 16 luôn gối đòi anh em ơi. Đợi anh xui lợm anh ơi. Cái gì hiện cái bồ cái hy vọng niềm tin
Cứ hẹn thôi là sao nhờ? Ok, tính dùng chìa. Cứ rụng như thế đợi mình xu. Hai chìa anh em ơi. Rồi. Sắp cuộc đời sắp cứ có duyên mà hai cục được ghê luôn anh em ơi, nó cứ như thế thôi. Ồ, hai cục đó có lỗ á. Đó anh, xu. Tiếp tục cho lại nha anh em, và hai chìa thôi. Rồi. 30 củ anh em mà. Làm cái nhẹ cái gối chùm lắm ơi. Ok đợi anh em, xu. Tiếp nè ơi. Mấy đệm đúng quậy luôn em ạ. Ok cậu gì? Hào An Cam Vô Hanh Quay anh em. Trời ơi quên nhận anh em ơi, quên nhận cái này. Ok. Nói chung là Jack Rohan này kìa cũng hên. Ok đợi anh em. Ok lượm anh em ơi. Trời ơi 12 cục nữa. Đợi anh em. Ok lượm anh em ơi, gần kinh đến hồi kết rồi đấy. Ok gặp thùi hầm mới luôn ô bên nói. À đây hầm này ai vậy? Chứ mà mới ghen luôn. Nhận min thôi, đòi nhận min mà min. Ok đạm anh. Chỉnh chôn chè. Lắc luôn. Lắc 20, đợi anh. Ok quay trở lại anh em, tới giờ game lắc anh em. Nhức nản luôn. Giờ mở gối nó quay quay vậy mà mở gì. Biết luôn nhiều có hiểu đời luôn. Làm clip bún đen. Ok đợi là ok. Thủy đi xếp vô thôi bụng từng hàng nó cứ dậy đợi bạn em xu. Ok tiếp tục nha anh em, để mấy để quậy quá lẽ nhau bế đi anh em à, nó lắc rồi để quậy nữa lùng đùng 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 quậy. Ok gối. Ok cứ gối nha anh em, quá say vậy anh em, anh em đâu có lắc à. Đợi anh đợi nữa chắc rồi. Ok chờ bốn đợi anh xu tiếp nè ơi. Vậy đây cần uống đi bạn là ca hồi hiểu sao mấy gối lỗ anh em cứ vậy hoài đó anh em. Ui, đúng là hàng free anh em, đừng bao giờ mơ mộng vì điều ngon đó. Ok ở trên giờ không có cái gì nhưng mà dưới quá nhiều thứ anh em à. Ok có fanacat cũng được cái gì đó gọi là ucl có là ngon vẫn không ngon đợi mình nha. Ok được chị cuối đây nha anh em, 200 chìa được 3 hit. Chúng ta hit có gối cho anh em coi chứ kiểu này tôn quá. Ok hit này xong chúng ta đi qua gọi là mở gối cho chính. Mở gối không? 3 năm 500 đó. Vẫn được cái gì gọi là tầm trung nên em không được gọi là ngon nha. Ok đi xa rồi đó anh em. Để nghe cảm ơn. Tiếp tục trở lại nha anh em, và hy vọng có mấy con phôi ngon ngon để đập cát thôi. Mình đang hiện tại đang có được con phôi 119, hy vọng ra được bây giờ được cho đừng có phải đi 120 nữa anh em, mà nói chung là chắc có đủ phôi anh em. Ngày mai chúng ta sẽ lên clip trong năm. Ok mở cờ gì cờ ngon Tây Ban Nha T. Ok gọi là cụ gì đó gọi là 20 ổn, nói chung có làm phôi hết anh em, sống luôn lem đem những thứ đó, làm phôi được 119. Ok đã ok sáng chiều chúng ta giữ lên siêu phẩm, quá siêu phẩm luôn. Ok chuyển qua kêu mở gói K5 nè anh em, đã xu. What's up trở lại anh em quẹt MU của mình nha anh em. Ok mở hit này xong chúng ta đi vô gọi là phá gọi là K5 nguy hiệu kia. Mở gối 117 nha anh em, không có đường hầm gì đó để anh em coi xuống của mắt. Ok vâng, không có pho, không có gì đó luôn anh em, không có đường hầm, được hai con phôi. Ok mai sẽ lên nha anh em, mít kè đập thẻ anh Sương nha, được hai chìa nữa. Ok cái gì đây 1 triệu, chưa dám thấy cuộc đời đi xe rồi để như mấy nhà dữ. Ok cuộc đời đúng điên anh em, mà không có người điện diễn tả cũng sẽ điên đuổi này rồi. Ok đợi mình what's up trở lại nha anh em, còn cái giữ của chúng ta là 117 đến 122. Ok lời gói này có thể có đường hầm hay không đây, 117 có hầm không ta, hên xui quá nè ơi, hên xui nè mà hy vọng được cái dao min, chắc min thì quá đời tôi min một bắn là điên. K5 của mình thì sự là cài khá là lâu nè, thời gian bổ ra công sức và bỏ dao và đền đáp cho mình cái gì đây, đền đáp cho mình con min hả. Nếu bây giờ mình đấy cho nó đen luôn cái cú của đời vậy. Chơi anh em ơi, không nói nhiều về những câu nói đó nữa, và game bắt đầu sẽ say và lắc thôi. Ok một nhịp này, giờ sống nhịp nữa chúng ta chơi nha anh em, 102 cho nó hai nhịp đi, sống hai nhịp là đủ. Và đi chắc rồi, không biết có hầm hay không đây, có nổ hay không. Sao đời tùng min đấy, không gì để nói luôn em ơi, đợi mình chưa.
Ok anh em, thì cây cú của mình dồn lên tột đỉnh rồi, bây giờ mình không còn để diễn tả được sự điên đuổi của mình rồi. Cho mày bảy này ra tới bi min nữa chứ đâu mà liên thuyên mà những câu hay biên vậy trời đời. Min đi, hãy min đi, min thiệt. Ok bye anh em nha, hẹn anh em clip tiếp theo chúng ta sẽ lên mấy kèo sư phẩm thẻ của mình. Ok anh em, bye anh em nha.